Kính chào các bác, trong clip này thì lại mang đến cho các bác một ngạc nhiên nữa với chiếc âm ly 7825A. Các bác đang nhìn đây thì em có hai cái chiếc âm ly. Ở trên là chiếc Pioneer 7825A đặc trưng của Nhật. Còn dòng âm ly ở dưới thì dòng này thì anh em mà chơi đồ Âu thì sẽ biết đây là dòng Telefunken TR500 Hi-Fi. Hi-Fi thực ra nó là Hi-Fi Stereo thôi. Đây là một chiếc âm ly của Đức, đặc sản của Đức. Cặp loa hôm nay ấy, em đưa đến cho các bác ngạc nhiên là cặp Beverup 802 series 80 đây này. Cặp này là series liền kề rất là đẹp. Thì đây là một cặp loa của Anh và một cặp loa châu Âu. Bình thường ấy thì với cặp 802 series 80 này thì nếu có hai con âm ly này thì đa phần các bác sẽ chọn em này TR500. Thứ nhất là nó tương đối logic ở chỗ là Âu gặp Âu. Tuy nhiên thì hôm nay trong clip này em lại ghép cho các bác với em này, em 782 này. Em đang bật cả hai em lên cho các bác nhìn cái khi em ấy sáng đèn nó như nào. Đó. Bây giờ em sẽ tắt đèn đi nhá, để các bác có thể thấy cái đèn nó rất là đẹp. Đó. Đây. Đèn của hai em này đều rất là đẹp. Hai em này thì đều chọn lựa rất là xuất sắc luôn. Anh em có thể nhìn thấy đây 782. Đẹp xuất sắc luôn. Đó. Còn em 500 này thì cũng rất là đẹp. Hai em thì hai dòng máu khác nhau, em này châu Á, em này châu Âu. Em này thì điện 220. Còn em này thì điện 100, bản thân nó là dùng cho lôi điện của Nhật. Bây giờ em sẽ đi vào em test cho các bác nghe thử khi 7825 chơi loa Âu nó như nào. Và đôi BVDUP 802 C2 này là một đôi theo đánh giá của em ấy thì là nó cũng không phải là, nó cũng tương đối ăn dòng. Dòng BVDUP nhìn chung là nó cũng ăn dòng, ăn công suất. Và 802, những cái dòng 802 sau, kể cả những series sau, nó đều ăn công suất tốt, nó ăn công suất rất là nhiều. Đấy, ăn công suất rất nhiều và nó cũng rất là nặng đòn. Mà em ghép 7825 các bác thấy là nó có xứng đáng, bởi vì sao mà mười mấy 20 năm nay không có chiếc âm ly Nhật nào làm được như chiếc này. Nó cứ lúc nào nó cũng trường tồn, nó cứ đi lên, nó không có cái chu kỳ cái gì cả. Nó chỉ có đi lên thôi. Từ đến hai mấy năm, từ ngày bắt đầu gọi là va làm âm thanh, hai mươi mấy năm rồi nó cứ theo chiều này. Bình thường thì quy luật thì bao giờ nó cũng sẽ quy luật lên xuống, kiểu quy luật thành sim. Nhưng mà em này là cứ lên đều. Không có em nào mà gọi là hết hot như em này. Ví dụ đơn cử những ngày trước, cách đây khoảng 5-7 năm, 10 năm thì những dòng âm ly giải mã nó không hot. Nhưng mà khoảng 5-7 năm trở lại do cái yếu tố về những cái ông TV Smart này, ông ý xuất âm toàn bộ là xuất âm ra vào đường quang, do đây là âm ly giải mã là hot. Còn em này thì em ấy kiểu dư như là em ấy miễn nhiễm với những cái yếu tố xung quanh, em cứ lên đều. Bây giờ em sẽ test cho các bác thấy là nó đánh với loa Âu còn hay như thế này. Tắt lao lớt đi nhá. Tắt lao lớt luôn, không cần dùng lao lớt. Trả lại em đêm dài chung đôi bóng đêm trăng sao. Trả lại em con đường yên bóng mát của ngày nào. Trả lại em anh đèn tông viên đó với mưa bay. Những đêm chúa nhật nghe phố phường của gót giày. Trả lại em xưa đó dưới trăng sao. Trả lại em đôi vòng tay áo yếm nụ cười.
trả lại em ân tình xa xưa đó dưới trăng sao, trả lại em đôi vòng tay âu yếm nụ cười trao, trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau, đêm nay trở thành xa cách rồi còn đâu. Người đã xa đi không thấy vì tình trong xa vắng nhớ mong ai, người đã quên tôi rồi sao tôi vẫn còn chờ mong, và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiêu, sống trong chuỗi ngày các bác vừa nghe trải nghiệm một bài hát em ghép bằng 7825 mã cho đánh cặp loa của anh rất là gồ ghề này. Cặp loa sử dụng hai bát, một chung và một tép. Đó, 802C2. Em sẽ làm clip khác ghép với cả em Telefunken TR500 này cho các bác trải nghiệm 7825 mã. Nói vậy thôi, nó cái gì nó cũng có giá của nó. Nó lên thì cũng có yếu tố, nhiều yếu tố lắm. Nhưng mà có những anh em qua bên em và đã chia sẻ giá như và biết thế, em lấy luôn 7825 mã từ đầu. Thực ra thì anh em nghe thì khi tư vấn thì rất là nhiều các cái nguồn thông tin, nghe tư vấn bằng Google, nghe tư vấn bằng truyền miệng. Tuy nhiên thì chẳng cái gì bằng cái tự mình trải nghiệm. Và em thì cũng trước khi làm audio thì cũng là người chơi. Và cái nghề này thì nó là cái duyên, và đồng thời nó cũng là niềm đam mê. Và ngày xưa cũng nghịch ngợm phôi ghép rất nhiều, và loanh quanh, quanh đi quẩn lại, từ ngày chơi đến ngày bây giờ là làm audio rồi. Thì phải nói là 7825 mã nó cho anh em rất nhiều trải nghiệm với vô cùng các cái mẫu loa khác nhau. Nó chơi được rất là nhiều dòng. Đấy, nên là anh em nào, đặc biệt những anh em mới chơi, điều kiện kinh tế vừa phải, thì anh em nghiên cứu chiếc này. Đấy, rất đẹp anh em nha, 7825 mã. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh em.